Thưa quý vị, vụ đồng tâm có diễn biến mới. Ngân hàng Việt Công Băng đã phong tỏa hơn nửa tỷ đồng số tiền người dân viếng cụ Lê Đình Kinh. Theo thông tin từ Facebook Trình Bá Tư, hơn nửa tỷ đồng của người dân gửi vào tài khoản Việt Công Băng do bà Nguyễn Thúy Hạnh đứng tên để nhận tiền phúng điếu đám tang cụ Lê Đình Kinh. Số tiền được biết là 528.453.669 đồng. Sáng 17 tháng 1 năm 2020, bà Nguyễn Thúy Hạnh đến Vietcombank Công rút tiền thì nhận được thông báo tài khoản này đã bị phong tỏa. Theo thông tin trên mạng, ngân hàng Vietcombank đã từ chối đưa ra lý do giải thích cho việc phong tỏa tài khoản này. Phản ứng trước vụ việc, một làn sóng tẩy chay Vietcombank nổi lên ngay trong ngày 17 tháng 1 năm 2020. Cộng đồng mạng bắt đầu kêu gọi người dân rút tiền. Nhiều hình ảnh chiếc thẻ ATM Vietcombank bị xe nát và bị cắt bỏ đăng lên mạng xã hội. Một số người còn đăng hình phiếu rút tiền với số tiền lớn từ vài chục đến hàng trăm triệu đồng. Nhiều ý kiến chỉ trích Vietcombank với hành động này là hành động lưu manh. Một ý kiến của Facebook như sau, người dân cả nước đã gửi tổng cộng hơn nửa tỷ đồng phúng viếng cụ Lê Đình Kình chỉ trong vòng vài ngày. Vâng, đây mới thực sự là người dân cả nước, chứ không phải lèo tèo dăm ba gương mặt cán bộ đảng đoàn, nhân danh quần chúng như đoàn người dân vào viếng ba công an thiệt mạng. Tuy nhiên, dưới sức ép của công an, việc công an đã mau chóng phong tỏa tài khoản nhận số tiền quá lớn này. Cần lưu ý thêm là tài sản nhà cụ Lê Đình Kình cũng đã bị công an khuân sạch từ cái đêm hôm ấy đêm gì. Các bạc, ô tô, tiền mặt đều bị đem đi hết. Vậy là công an Việt Nam về cơ bản đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giết người cướp của. Trong khi đó, việc phong tỏa số tài khoản có hơn nửa tỷ đồng phung viếng cụ Lê Đình Kinh sau cái chết ở đồng tâm của ngân hàng Vietcombank có thể để lại hậu quả lớn hơn là sóng tẩy chay hiện nay. Theo Facebook Phạm Anh Tuấn, có thể Vietcombank nghĩ rằng với vị thế là ngân hàng lớn nhất Việt Nam, rủi ro bị tẩy chay là không cao nên mới sẵn sàng ra quyết định tệ hại như vậy. Song có vài chuyện có thể Vietcombank chưa tính tới, hiện nhà nước chỉ chiếm hơn 70% cổ phần của Vietcombank, còn lại thuộc về các cổ đông chiến lược quốc tế, trong đó có Mizuho Nhật Bản chiếm 15%. Trong khi đó, vụ việc Đồng Tâm bắt đầu gây được sự chú ý của các tổ chức nhân quyền và báo chí quốc tế. Sẽ ra sao nếu có một phong trào biểu tên do các tổ chức nhân quyền quốc tế khởi xướng nhắm vào Mizuho với hành vi tiếp tay cùng việc công ăn chận tiền của khách hàng như vậy? Mizuho sẽ trả lời với báo chí Nhật và quốc tế về việc này như thế nào? Mizuho hoạt động khắp nơi trên thế giới sẽ ra sao nếu họ dính vào một vụ việc vì ngân hàng mà họ là cổ đông chiến lược ăn chặn tiền của khách hàng? Việc công sẽ phải ăn nói nói thế nào với mizuho coi chừng cái sảy nảy cái ung tôi thành thật khuyên việt công băng nên nghĩ lại